Này, tại sao cô phải né mặt tôi thế hả? Cô có cái gì xấu hổ không dám nói à? Cô có gì khuất tất à? Chị có cái gì chị muốn nói, chị nói tẹt ra đi. Làm sao mà chị nhìn em thì vúng vẩy vúng vẩy. Chứ không phải là cô nói tôi vừa già, vừa hà tiện, có tiền mà không dám chi tiêu đấy à? Còn hơn chị nhá, chị bảo em xấu, bủn xỉn tiết kiệm. Thế thằng của cô chả xấu là gì? Ý tôi không phải là như thế. Thì tôi có nghĩ là cô xấu thì tôi cũng chỉ nghĩ trong lòng thôi. Tôi chưa bao giờ nói cô xấu với ai cả. Trời, chưa nói. À, thế mà chồng chị lại đi nói xấu với lại chồng em. Ê, chồng em về, chồng em nói với em đây. Thế đúng rồi. Thế chồng tôi cũng về nói với tôi là cô nói tôi già, hà tiện đấy. Thế chồng cô nó nói thế nào? Bỏ cái cuốc xuống. Làm gì cho lắm vào. Ô, hôm nay mình bị làm sao đấy? Sao cái gì? Nhìn mà xem, nhìn vợ xem, nhìn chồng xem, có giống vợ chồng nhà ăn mày không? Ui giời ơi, ăn mày đâu mà ăn mày. Em vẫn đẹp mà mình cũng đẹp nữa. Đẹp cái gì mà đẹp? Suốt ngày chỉ biết làm thôi, suốt mày chỉ biết cắm mặt xuống đất, chồng cái mông lên trời thôi. Làm mà không hưởng thụ thì đến lúc chết có mang theo được không? Hả? Ấm đầu cái gì? Em thấy bình thường mà, hôm nay mình làm sao đây? Tôi tức không chịu được. Cái thằng Nghĩa ấy, con vợ nó thì lùn một mẩu, mà làm sao mà xinh đẹp bằng mình được. Nó lại cái bảo là vợ tôi xinh đẹp hơn, vợ chồng tôi ăn mặc diện hơn, đi ra làng ra nước. Ui dồi ôi, tôi tức lắm, tôi không chịu được. Tôi xấu thì được, tôi khổ thì được, nhưng mà không thể để mình xấu, mình khổ được. Thì người ta nói kệ người ta, mình thấy em đẹp là được rồi. Không được, tôi còn làng còn nước, còn đi gia đình ra phố chứ. Tôi không chịu được cái thằng Nghĩa ấy. Này, tôi nói thật mình, tôi có xấu, tôi có bẩn thế nào cũng được. Cơ mà tôi thương vợ tôi lắm, xinh đẹp thế này mà lúc nào cũng rách dưới khổ sở như thế này. Tôi thì tôi khổ thế nào cũng được, nhưng tôi nhìn thêm vợ thế này tôi sốt ruột lắm. Tôi tùy mình may thì may, không may thì thôi. Để tôi xấu mặt với làng với nước cũng được. Thôi, được rồi. Thì bây giờ mình muốn may quần áo chứ gì? Đúng rồi, tôi muốn may một bộ đẹp. Tôi may cho mình hai bộ đẹp để cho nó đẹp mặt với làng với nước. Có được không? Được, đã thế. Đi về nhà, tôi lấy tiền cho mình. Được, đi. Mình đi, để tôi cầm chiếc bóng cuốc. Đấy, thế là thế nào nhỉ? Em có nói xấu chị đâu. Thế tôi cũng nói gì cô đâu. Thế sao hai lão đây lại nói như thế? Thôi chết rồi. Hả? Hai ông này thông đồng với nhau chị ạ. Thông đồng với nhau à? Thôi được rồi, để tôi về tôi hỏi lại lão ấy. Cô mà có nói cái gì tôi, cô đừng có trách đi nhá. Thì chị cũng đừng có trách với em. Đi. Ý, bông hoa thơm con bướm đi. Ông Nghĩa đi à? Ê, chào Nghĩa. Có lẽ có cả ông Sĩ này. Ui trời ơi, đẹp quá. Tất cả là nhờ là ta có vợ ngoan lại hiền. Là ta có vợ ngoan, dù ơi trong bây giờ dù đục này chật tôm tôm nhà vẫn ngoan. Chặt tôm tôm từng chặt tôm tôm. Thế nào, có câu sống ở trên đời là phải có cái thủ. Cái nào? Ông thấy mưu của tôi có cao không? Cao cả quá. Có vừa ăn mặc đẹp, trông hai ông cứ như là hai hoàng tử. Rồi công lại có xiền dùng gì nữa. Này, mưu của ông là, ông đúng là mưu sâu kế lạ. Con vợ tôi nhá, mụ vợ tôi nhá, rồi ôi, nó dè sẻ lắm. Làm cả năm vất vả, mà nó cứ phải ăn dè, ăn sẻ này. Đến cái ngày Tết mà nó cũng không cho mặc cái áo đẹp. Bực không?
ông bực vợ ông một đấy, tôi bực vợ tôi mười đi đấy. Ôi dồi ôi, nó giống y như tính thầy nó. Người đâu mà gắp từng miếng thịt, đếm từng cọng rau. Ôi dồi ôi, keo kiệt đến thế là cùng chết, 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 chết. Nhưng mà hai mụ vợ của các ông không thấm vào đâu so với mụ vợ tôi. Thế à? Công có biết vừa rồi tôi lên tỉnh, nó đưa cho tôi cái gì không? Cái gì? Cái gì? Nó đưa cho tôi cái chày. Cái chày làm gì? Mang chày đi làm gì? Nó bảo là thầy mày lên tỉnh, đi đường đừng có ăn hàng, ăn quán. Nó vừa mất vệ sinh mà nó dễ đau bụng. Thầy mày mang cái chày đi, khi nào thầy khát, thầy vắt cổ chày ra lấy nước mà uống. Ui giời ơi, keo kiệt đến thế là cùng, đến thế là cùng thua mà ông ấy. Nhưng mà thôi, đàn bà ấy, nhà nào cũng thế. Cứ bảo là buôn tàu bán bè không bằng ăn dè hạt tiền. Nhưng mà cái quan trọng là anh em mình đẹp, sang trọng rồi. Tiền nhiều để làm gì? Chết cũng mang đi được đâu. Rồi. Thế bây giờ có tiền rồi thì thì phải có tiểu, phải có sắc. Ba anh em nhà mình nghĩa hiệp sĩ. Đi ta đi, ta đi là ta đi nào. Đâu rồi, đâu rồi? Lão Mộc mày đâu? Hả? Lão Mộc mày đâu rồi? Lão Mộc mày đâu rồi? Đi ra đây, tôi bảo đây. Ê, ê này, này, sao bà lại cầm tay tôi? Sao nắm tay tôi? Nhầm khung cái áo này nếu mà nó chưa đẹp thì để bảo lão Mộc may lão sửa lại. Sửa là sửa thế nào được? Ôi đừng thế. Không, bà mặc cái áo của tôi, cái áo của tôi đẹp này mà. Mặc làm sao được tùng tà tùng tình thế này? Sao mà tôi mặc vừa được? Để yên đấy tôi xử. Tôi bảo mình này, may hỏng thì mình may lại. Mình làm gì mà cứ phải làm toán lên thế? Nếu mà quần mình ngắn thì tôi cởi cái quần này cho mình mặc. Thôi, lại còn đến đây cởi quần nữa. Im, ông ngồi im đấy cho tôi. Lão Mộc Mai đâu rồi? Lão đi ra đây xem nào. Lão Mộc Mai đâu? Đây, có tôi đây. À, đây rồi, ra đây rồi. Này, các người, làm gì mà đến nhà tôi ầm ĩ lên thế hả? Làm gì là làm cái gì? Ở đây, ông nhìn đi, này, ông nhìn hai chị em chúng tôi đi. Ông còn cười được à? Lại còn cười chứ? Hai cái bộ này là ông may đúng không? Đúng rồi, tôi may. Thế thì mắc cái gì mà ông may hai cái bộ đồ như thế này? Tiền là tiền chúng tôi bỏ ra để mặc để may bộ đồ về mặc Tết. Thế mà ông may như thế này thì còn dám ra đường mà gặp ai nữa hả? Tôi nghĩ là ông bỏ nghề may đi. May mà may kiểu như thế à? Hả? Đúng rồi. Có con mắt thẩm mỹ nào không? Tôi không lôi thôi với cái nhà ông nữa nhá. Bây giờ ông đã may hỏng bằng cái bộ đồ này cho bọn tôi rồi thì bây giờ một là ông phải may lại bộ đồ khác, mà hai là ông trả tiền cho bọn tôi. Đúng rồi, trả đầy đủ cho bọn tôi, không thiếu một xu, không thì tôi không để cho ông yên đâu. Vẫn không hiểu. Được, thế thì tôi trả lời luôn nhé. Này, tiền nào của nấy nhé. Tiền áo có một nửa thì may một nửa, quần một nửa thì may một nửa. Sao lại một nửa? Tôi đã gom góp hết tiền bạc trong nhà tôi, tôi đưa cho chồng tôi, cho đưa cho ông cả cái Tết của nhà tôi, thế chỉ để may lấy hai bộ đồ, làm gì có chuyện một nửa? À, em hiểu rồi. Sao? Hóa ra ấy, là hai cái lão này cắt xén một nửa tiền của chị em mình để đi uống rượu chứ còn gì nữa. Cho nên là mới may một nửa cái áo. Đúng rồi. Một nửa cái quần. Đúng thế. Trời ơi. Thế là tiền của chị em mình Tết năm nay đút hết vào cái nút chai rồi. Về đây, ông đây chết, chết rồi. Đứng đi. Đi về đây. Say à. Cứ rượu chè cái kiểu này, không phải chỉ có quần áo mà cả cái nhà, hạnh phúc, sự nghiệp rồi cũng đút vào cái nút cổ chai cả thôi.
Cái gì? Thơm đi nhanh lên đi. Nhanh thơm ơi. Nhanh lên ông ơi. Cùng đi cho nó nhanh. Vui không? Chắc quá và ngoan. Thôi. Các ông đi. Đi toàn dựa dẫm vào nhau. Mà nghe tôi nói. Các ông thấy không? Khi mà con người ta nó có tiền thì nó khác hẳn. Khoác trên mình một bộ quần áo đẹp. Lực cái nhìn của thiên hạ nó vào mình nó cũng khác hẳn đấy. Khác hẳn nhưng mà các cụ nói là không có sai. Con người ta hơn nhau ở cái tấm áo manh quần này. Hôm nọ ăn mặc rách dưới nhá. Đi vào nhà nó ăn, nó lùa chó ra nó đuổi. Hôm nay mặc đẹp cái, nó ra nó đơn đả từ cổng. Mình cũng mất tiền giống người ta chứ. Sao, tại sao rách dưới nó lại khinh? Tôi nói cho các ông biết này, cái lão hòa già bán cháu lòng tiết canh này, lão rất là để ý nhá. Đấy, mọi khi mình ăn mặc rách dưới vào, gọi nó đi làm mãi nó bê ra toàn đầu thừa đuôi thẹo ấy. Rượu nó mang có 1/3 chai. Ê lão, đôi bữa nay vào nha, nó cho một đĩa lòng nghi ngút, rượu nó mang nguyên cả một chai. Thế đấy. Rồi, bây giờ nó say rồi. Đi về. Đi về. Vứt sao vứt? Tiểu rồi. Tiểu ai? Xong là phải có... Sắc. Không là đặt trong như vậy. Thế không? Còn tiền nữa. Còn tiền. Còn tiền thì đi thôi. Còn tiền, nhưng mà tiền đủ may quần áo cho vợ. Đúng rồi, tôi cũng còn đủ tiền may cho vợ quần áo. Vứt. Đàn ông ấy là nó phải đàng hoàng. Mình là phải cho mình trước. Vợ con là sau, thế nó mới là đàn ông. Thôi thì đi con về với vợ đi. Để tôi đi tiểu sắc đây. Mà đứng lại. Đừng khinh chúng tôi nha. Chúng tôi mà chịu thua ông à? Sắc thì sắc sợ cái gì? Sắc sợ gì? Thôi này nha. Mà muốn ăn được sắc thì phải bớt dấu huyền. Sao này muốn ăn được sắc thì bớt dấu huyền, nó bớt. Bớt cái gì? Huyền là tờ yên tiên huyền tiền. Bớt tiền. Đúng rồi. Nghĩa. Hiệp. Sĩ. Kiểu. Sắc. Ôi, đi đâu mà la cả từ sáng giờ chưa thấy đấy về. Suốt ngày lang thang la cả thôi, không bao giờ chịu về nhà mà làm việc nhà. Thì tôi đi đưa cá mà. Thì đưa cá? Đưa cá thì tiền đâu? Nhanh cái tay lên. Làm cái gì cũng dễ. Tiền đây. Của mình đây. Sao lại có 3 hào? 2 hào của tôi đâu? Nhạt. Nhạt cái gì? Cái gì nhạt? Cụ Lý bảo nhạt. Nhạt thì sao? Nhạt thì liên quan gì đến 2 hào của tôi? Nhạt tương. Nhạt tương thì làm sao?
đụt nói rõ ra xem nào. Cụ Lý bảo ừ. mình kho cá thiếu tương. Thiếu tương? Nhạt. Nhạt. Thế là ông cầm hai hào của tôi đi mua tương. Ôi dồi ôi, cái ông này nói một đằng thì làm một nẻo. Cái niêu cá nó có 5 hào, bây giờ ông mua tương mất 2 hào thì còn đâu rồi mà lãi lời nữa hả? Nhưng cụ Lý bảo nhạt. Ê, đứng im đấy, để tôi cho một trận. Đứng im đấy nhá, để tôi xử lý. Đâu rồi? Cái roi của tôi đâu? Ông để cái roi của tôi đâu hả? Không có trong nhà đâu. Thế ở đâu? Đưa đi nhanh lên. Đi vào đây, nhanh lên. Nhanh! Bình ơi! Má! Con đứng lại con gì bảo. Nhanh! Đứng lại! Đút! Đút! Ra đây! Nhanh! Quỳ xuống! Bình ơi! Ra đây! Đút! Nhanh! Bình ơi! Đừng có nói nhiều nữa! Ra đây! Quỳ xuống! Thế bây giờ ông còn chưa thấy tôi đủ khổ à? Bình ơi! Bình ơi! Ba tiền về cho vợ! Ba tiền về cho vợ! Mà lại ba tiền về cho vợ! Thế đã biết nghe lời chưa? Tôi biết tôi sai rồi. Đủ có biết tôi khổ như thế nào không? Khó khăn chồng chất khó khăn. Sắp Tết đến nơi rồi, lấy tiền đâu ra mà trả nợ? Đụt phải biết nghe lời chứ. Đụt nghe lời. Nghe lời như thế nào? Đụt nhớ rồi. Đụt, đụt sẽ mang tiền về cho vợ. Mang tiền về cho vợ. Không mang nợ về cho vợ. Nhớ nghe chưa? Thế có nói không? Đứng dậy đi, để tôi làm đồ ăn cho Đụt ăn nhá. Thôi đứng lên đi. Thế Đụt đã đói chưa? Đói, đói. Thế có đau không? Thế sao phải ngoan nhá, phải nghe lời tôi nghe chưa? Thôi ngồi đây chơi với ó đi, rồi để tôi vào tôi lấy xôi cho Đụt ăn nhá. Ngoan nghe chưa? Lấy xôi cho Đụt ăn, lấy xôi cho Đụt ăn. Giấu que không bị đánh, giấu que không đây, bị đánh. Đây, 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 Đụt ăn đi. Ăn nhiều vào nhá. Có xôi cho Đụt ăn, có xôi cho Đụt ăn. Đấy, cho cả ó ăn nữa nhá. Đụt ăn đi, ăn đi. Vợ chồng nhà thằng Đụt đâu? Đụt đây. Thôi chết rồi, Đụt ơi. Này, có ai mà bảo tôi thì bảo là vợ không có nhà nghe chưa? Thế, đây, nói lại xem nào, nói lại tôi nghe. Nhớ rồi, nhớ rồi. Nhớ, nói lại đi xem nào. Ai hỏi ừ. thì bảo là vợ dặn là vợ không có nhà nghe chưa? Đâu rồi, đâu rồi. Ôi, không. Đụt đây, đụt đây. Nói thế thì người ta biết là tôi ở nhà, nói lại. Nói thế người ta biết là vợ ở nhà, nói lại. Không. Đâu rồi, đâu rồi. Ôi, nhanh lên. Nói là tôi không có nhà. Bảo là vợ không có nhà nghe chưa? À, ai hỏi bảo là vợ không có nhà nghe chưa? Vợ trong nhà thằng Đụt đâu? Đâu rồi, đâu rồi? Đâu rồi? Vợ chồng nhà thằng Đụt đâu? Vợ thằng Đụt đâu? Đâu rồi? Đâu rồi? Đâu rồi? Hả? Cái thằng này bà hỏi mày trợn mắt mày nhìn ai đấy? Bà có hỏi Đụt đâu mà Đụt trả lời? Ôi trời ơi, rõ ràng là lúc bà đến đây bà hỏi là vợ chồng nhà thằng Đụt đâu, có nghĩa là tao hỏi con vợ mày rồi. Đấy là bà hỏi vợ chồng thằng Đụt đâu chứ. Ôi trời ơi, thôi bà tăng xong mà bà chết với mày thôi. Thế vợ mày đâu? Cái thằng này. Này, mày đừng có láo với bà nhá. Nhá. Bà hỏi một lần nữa, vợ mày đâu? Vợ Đụt dặn
trong lúc ăn không được nói chuyện với người khác. Nếu như nói chuyện, thức ăn bắn vào mặt người khác, nghẹn chết. Ôi trời, mày chưa chết đâu mà bà chết trước mày đây này. Bà nghẹn đây này. Bà chờ Đụt ăn xong, Đụt trả lời nhé. À... Ôi trời ơi, có điên không cái chuyện này. Cái thằng này, mày ăn thong dong như thế thì bao giờ mới xong hả? Bà thì sốt hết cả ruột lên đây. Vợ mày đâu? Này này, mày làm cái gì đấy? Này, mày đừng có hỗn nha, không được láo với bà nha. Vợ con bảo khi nào ăn gần no thì giãn cái chun quần ra. Trời ơi, thế vợ mày còn bảo nhiều thứ thế hả? À, sao mà vợ mày bảo nhiều thứ thế? Thì cái quan trọng vợ mày bảo thì bây giờ mày bảo với bà là vợ mày đâu? Thôi nha, thôi nha, bà điên lên rồi nha. Mày có trả lời ngay không? Mày đừng để bà điên nhá. Vợ con dặn nếu ai vào nhà hỏi Đụt là vợ đi đâu rồi thì Đụt phải bảo là vợ không có nhà. À, là vợ mày dặn là bảo là vợ mày không có nhà đúng không? Thế là vợ mày đang ở nhà đúng không? Hả? Không phải. Vợ bảo là ai vào hỏi vợ thì phải bảo là vợ không có nhà. Nhớ rồi, chưa? Ừ, bà biết rồi. Nhưng mà bây giờ là vợ mày đang ở nhà đúng không? Đã bảo là vợ dặn, vợ bảo là vợ không có nhà, nhớ chưa? Ui, bà điên lắm rồi. Ui dồi ui, cái thằng này mày làm cho bạn bạn tăng bạn bạn lắm rồi. Bà, con xin bà. Đây rồi. À, mày trốn đi, mày thích trốn đúng không? Mày trốn đi, mày thích trốn này. Đấy nha, cháy nhà mới ra mặt chuột nhá. Mày gớm nhỉ? Mày nợ tiền bà sao mày đi trốn à? Mày trốn được nữa không? Bà ơi, con xin bà. Bà thư thư cho con vài ngày nữa không ạ? Thư cho mày vài ngày. Sao lần nào bà sang mày cũng bảo là thư thư vài ngày? Dạo này hàng quán vắng quá, con rồi không có đủ tiền để trả nợ ạ. Mà con cũng trả được hết gốc rồi ạ, chỉ còn mỗi lãi thôi mà bà. Con xin bà. Này, mày đừng có giả nghèo giả khổ ở đây. Mày khóc cái gì hả? Bà làm gì mày? Bà làm gì mày mà mày khóc hả? Mày đừng bù lu bù loa lên nha, rồi là mang tiếng cả cái làng này là bà ác. Này, bà nói cho mày biết nhá, lúc mày vay tiền bà đấy thì mày không nỉ nôi, mày không khóc đi, mày không bảo với bà là bà ơi, mấy hôm nữa bà cho con vay cũng được. Mày đòi vay ngay cơ mà. Bà thế ơi, sao bây giờ bà sang đòi tiền mày, mày lại bảo là bà thư thư. Bà nhìn thấy đấy, hàng quán nhà con cũng vắng nên là con cũng đang rất khó khăn bà. Thôi, mày nói chuyện buồn cười nhỉ. Hàng quán nhà mày vắng thì liên quan gì đến bà hả? Mày bán hàng vắng là việc của mày, bà đến đòi tiền là việc của bà. Lo mà trả tiền cho bà nhá, không á là bà đốt cái nhà này đấy. Bà đốt quán là không có gì để ăn đâu. Giời, à mà đấy, nói đến không có cái mà ăn. À, mày không có tiền mà mày ăn xôi gì đấy. Úi dồi, vàng óng. Bà nhá, đến xôi trắng bà còn chẳng có mà ăn đây này. Dạ không phải đâu ạ, đây là xôi con nấu từ hôm qua. Nhưng mà ế quá nên phải cho Đụt nhà con ăn, không thì thiêu mất ạ. Giời, vẫn ngon mà. Bà có ăn xôi không? Bà nhờn với mày à? Hả? Bà ơi, con xin bà. Bà cho con thư thư vài ngày nữa thôi ạ. Đốt lần này thôi. Mày thư thư vài ngày, bà nói cho mày biết nhá, Tết nhất đến nơi rồi. Bây giờ mày không trả tiền bà thì bà lấy đâu ra tiền mà tiêu Tết? Bà thư thư cho con nốt lần này nữa thôi ạ. Chắc chắn lần này con sẽ trả bà. Không phải nói nhiều nhá. Bà nói cho mày biết nhá, mày mà không trả tiền bà nhá là bà ấy
cho người sang đốt cái quán này thật đi nhá. Bà không đùa với mày đâu. Bà, con xin bà cho con một đường để sống với á. Không vợ chồng con làm sao mà sống được hả bà? Mày buông ra. Không cho mày đường sống, mày cứ làm như bà độc ác lắm đấy. Bà nói cho mày biết nhá, bà không cho mày đường sống thì ai cho tao đường sống hả? Không phải nói nhiều. Từ giờ đến Tết, vợ chồng mày lo thu xếp và trả tiền cho bà. Không trả tiền cho bà về bà đốt nhà mày đấy. Ôi, bà ơi con xin bà. Bà ơi con xin bà. Đụt nghe thấy chưa? Không mang tiền về trả nợ là bị đốt nhà đấy. Đụt nghe thấy rồi. Không có tiền trả nợ là bà ấy đốt nhà. Nên là Đụt phải nghe lời, phải mang tiền về cho tôi để tôi còn trả nợ, nghe chưa? Đụt nhớ rồi. Mang tiền về cho vợ để vợ đi trả nợ. Mang tiền về cho vợ. Mang tiền về cho vợ. Ngoan lắm. Ôi, cái lưng của tôi. Ây. Ây. À. Ôi trời ơi. No. Thằng No đâu? Ui giời ơi, sao tao gặp mày lúc nào mày cũng đang đớp thế hả con? Dạ, ông cho gọi con ạ. Thì tao không gọi mày thì tao gọi ai? Này. Dạ. Ba mày đâu? Ông ơi, ông cho con hỏi nhá. Thế đêm qua là ông ngủ với bà hay là con ngủ với bà? Ừ thì ba mày ngủ với tao. Thế nhưng mà bây giờ ba ấy tỉnh dậy ba ấy đi lúc nào làm sao mà tao biết được? Thế thì con cũng làm sao mà biết được. À ông ơi, hay là bà lại đi đánh tổ tôm? Hả? Đánh tổ tôm à? Vâng. Thế thì hay cho tao quá. Mày dạ. Đi với ông. Dạ. Nhưng mà đi đâu hả ông? Lại còn đi đâu nữa? Đi sang nhà thằng Đụt thăm con vợ đó. Ông quá giỏi. Hôm qua bị đánh như thế rồi mà ông vẫn chưa chừa. Ui giời. Thì thằng đàn ông nào mà chả như tao. Có đánh nữa, đánh mãi vẫn muốn đi. Còn con đây này. Mày làm sao? Con bị như ông đâu. Cái tâm hồn mày ấy mà lúc nào cũng chỉ ăn mới đớp mới hốc. Mày có thích cái món kia đâu. Dạ. Nào, đỡ ông dậy. Dạ. Tranh thủ bà mày về bây giờ. Dạ vâng ạ. Đi. Này, đi đâu? Đi đâu? Hả? Ngồi sớm. Sao bà đi đánh tổ tôm về sớm thế? Ai bảo với ông là tôi đi đánh tổ tôm? Thằng Nô bảo thế. Thằng kia, láo. Ai bảo mày là bà đi đánh tổ tôm hả? Vớ vẩn này, bà vả vào miệng mày cái bây giờ đấy. Dạ thì mọi khi con thấy bà hay dậy sớm đi đánh tổ tôm thì con nghĩ thế. Nghĩ thế? Nô. Dạ. Được. Bà tự tính xem, bà chơi toàn đòn âm hiểm như thế, tôi phải sang khám ngay. Bà có biết là cứu người là phải như cứu hỏa. Xem cái thận của tôi nó thế nào. Con mời ông. Cái thận thế nào? Ông làm gì mà tôi dã ông? Làm gì? Thì bây giờ bà phải để cho tôi đi với nó chứ tôi đâu đi một mình đâu. Đi với nó đi đâu? Không có đi đâu hết, ở nhà. Thì đã bảo rồi, đi sang thầy Lam khám xem thế nào.
Chứ bây giờ cứ để như này, cái thận tôi mà nó hỏng ấy thì ai phục vụ bà? Giời, phục vụ chả bỏ. Nào, cho tôi đi. Tôi đi một tí rồi tôi về ngay mà. Nhớ. Thôi được rồi, đi đi. Đi đến nơi về đến chốn nghe chưa? Thì biết rồi. Vớ vẩn thì đừng có trách ấy. Dì bà yên tâm, tôi đi với cái thằng nô nó trông tôi rồi. Nô. Dạ. Đỡ ông dậy. Dạ. Dậy, dậy. Ui giời. Đấy, bà thấy không? Tác hại của bà đấy. Giờ tôi ra nông nỗi này bà có vui không? Nô. Dạ. Mày đưa ông đi sang nhà thầy Lan. Đi đến nơi về đến chốn nghe chưa? Dạ. Cấm có tạt dẹo đâu nha. Về là chết với bà đấy. Dạ. Ôi, mình đi ông nhỉ? Tao đi làm sao được? Mày cõng tao đi. Cõng nhỉ? Ừ, nhanh lên. Ông có đi được đâu mà. Mày cõng ông đi đi, nhanh lên. Dạ vâng. Ui trời ơi. Ui trời ơi. Ui trời ơi. Nhanh. Cẩn thận đấy. Ui trời ơi. Đi nhanh lên. Vâng ạ. Nhanh lên. Vâng ạ. Bụt mày bây giờ. Ông ơi, cứ bình tĩnh ông ơi. Này nô. Dạ. Mày cõng ông có thấy mệt không? Ông hỏi lạ thật đấy. Hay là ông con mình đổi chỗ đi. Ông cõng con nhá. Ủa, thôi được rồi. Mày thả ông xuống. Dạ, dạ con đội ơn ông. Ông ơi, người ông nhỏ như thế mà sao ông nặng quá cơ ấy? Cái thằng mày nhìn ông cao to oai phong lẫm lẫm liệt thế này mà bảo ông nhỏ bé à? Mà người ông oai phong lẫm liệt bằng cái kẹo mà cứ suốt ngày đòi đạp. Ôi, mày đúng là cái thằng đi theo ông bao nhiêu lâu nay rồi mà mày vẫn cứ đụt như cái thằng đụt kia. Mày đã nghe các cụ có câu thơ chưa? Câu gì ạ? Kìa con gà mái hoa mơ, sống không đạp mái, bạc phơ cả đầu. Nghe rõ chưa? Rồi, tiếp vẫn còn câu nữa này. Còn câu nữa ạ? Ừ, đương nhiên. Bạc đầu thì có sao đâu, sống không đạp mái, sống lâu làm gì? Ông ơi, nghe giọng của ông đọc thơ hay lắm mà. Trời ơi. Nhưng mà con chỉ là phận tôi tớ nên con chả hiểu gì cái áng văn thơ của ông cả. Mày còn phải đi theo ông dài dài. Dạ. Ông sẽ truyền đạt về những cái áng văn thơ ông dành cho mày. Dạ. Ông ơi, người ông nhỏ như thế mà sao ông nặng quá cơ ấy? Cái thằng mày nhìn ông cao to oai phong lẫm lẫm liệt thế này mà bảo ông nhỏ bé à? Người ông oai phong lẫm liệt bằng cái kẹo mà cứ suốt ngày đòi đạp. Ui, mày đúng là cái thằng đi theo ông bao nhiêu lâu nay rồi mà mày vẫn cứ đụt như cái thằng đụt kia. Mày đã nghe các cụ có câu thơ chưa? Câu gì ạ? Kìa con gà mái hoa mơ, sống không đạp mái, bạc phơ cả đầu. Nghe rõ chưa? Rồi, tiếp vẫn còn câu nữa này. Còn câu nữa ạ? Ừ, đương nhiên. Bạc đầu thì có sao đâu, sống không đạp mái, sống lâu làm gì? Ông ơi, nghe giọng của ông đọc thơ hay lắm mà. Ôi trời ơi. Nhưng mà
con chỉ là phận tôi tớ, nên con chả hiểu gì cái áng văn thơ của ông cả. Mày còn phải đi theo ông dài dài. Dạ. Ông sẽ truyền đạt về những cái áng văn thơ ông dành cho mày. Dạ. Ông đã nghỉ xong chưa ạ? Thế xong rồi. Bây giờ ông con mình lại đi sang nhà thầy lang ông nhá. Từ từ. Dạ. Sang cái lão lang băm đấy làm gì? Ô kìa, ông buồn cười thật đấy. Vừa nãy ở nhà, ông lại ho, kêu đau. Xong rồi ông mệt mỏi. Ông bảo con cõng ông sang nhà thầy lang để chữa bệnh còn gì nữa. Mày đúng là đi theo ông bao nhiêu lâu rồi mày vẫn dốt lắm con ạ. Ông phải giả vờ như thế thì bà mày mới bảo ông con mình đi sang thầy lang. Thì cái cớ thôi chứ ông có ôm đau gì đâu. Cái cớ thôi, con hiểu chưa? Con hiểu rồi. Vâng, thế bây giờ ông con mình đi đâu ông nhỉ? Bây giờ ấy, ông đang tính là hai ông con mình đi sang nhà vợ chồng thằng Đụt. Vợ chồng thằng Đụt? À, con hiểu rồi. Sang nhà vợ chồng thằng Đụt để ăn. Ăn cá kho, con thích nhất món cá kho. Ôi ông ơi, vợ thằng Đụt làm cá kho ngon lắm ông ạ. Con mê lắm ạ. Mày đúng là cái thằng tâm hồn ăn uống con ạ. Lúc nào cũng ăn mới đớp. Ông sang đấy là ông ăn, nhưng không phải ăn cá kho như mày đâu. Dạ. Thế ông ăn món khác ạ? Ông ăn cái món khác ngon hơn cá kho của mày nhiều. Món mới à ông? Con chưa bao giờ được ăn. Ông cho con ăn với nhá. Món đấy mày không ăn được, chỉ có ông ăn được thôi. Tại sao lại con lại không ăn được ạ? Thế ông nói luôn nhé. Dạ. Ông sang đấy, ông ăn món ăn là vợ thằng Đụt. Hiểu không chưa được, con? Không được. Ông sao ơi, mà không được? Không được đâu. Thế để con nói cho ông nhá. Thứ nhất đi là vợ chồng thằng Đụt dính nhau như đôi sam ấy, không rời nhau ra đâu. Ông không ăn được vợ nó đâu. Thế thì phải làm thế nào? Làm thế nào thì ông, sao ông lại hỏi con? Con là phận tôi tớ, con là ngu lắm. Chỉ có ông giỏi, ông thông minh, ông mới nghĩ ra nhiều kế sách. Đây nhá. Vẫn còn cơ à? Vâng. Ui sao khó thế? Cái ý thứ hai này nó mới quan trọng này. Nó mới là ý chính để cho ông không thể nào mà ăn được vợ thằng Đụt. Ông biết là ý gì không? Là ý gì? Đó chính là vợ ông. Ông nghĩ thử mà xem. Bà nhà ấy, cả cái làng mình sợ chứ đừng nói đến ông nha. Mày nói cũng đúng nhỉ? Đúng rồi. Ông đây đường đường oai phong lẫm liệt là con gà trống choai, thế nhưng mà bà mày không khác gì con gà trọi. Ông gà... đạp mãi không được. Đúng, không đạp được đâu. Thế bây giờ như thế nào ạ? Khó nhỉ. Tại vì sao? Ông đang tính. Tính gì ạ? Tính cái là cái xa vời sau này ấy, xa vời là ông định lấy con vợ thằng Đụt về làm bà lẽ. Ui, ông ơi, việc này không được, nhất quyết là không được. Việc này như kiểu là trời sập xuống ấy ông ạ. À. Ông mà có ý định nhá, cưới vợ thằng Đụt về làm vợ lẽ, bà nhà không để cho ông sống yên ổn đâu. Thế đành chịu à? Ui giời ơi, mà tại sao? Ông trời ông ấy không có mắt hay sao ấy? Sao lại thế ạ? À? Mày thấy không? Láng ra nhá. Con vợ thằng Đụt lo là phải đi với ông. Wow. Thì nó mới gọi là đẹp đôi trai tài gái sắc. Dạ. Đôi chim câu ạ. Nhưng mà ông ơi, cũng vẫn không được. Bởi vì sao? Bởi vì ông dù có làm cách nào đi chăng nữa, ông cũng không thể cưới được vợ lẽ đâu. Chẳng hết cách à? Vâng. Thôi được rồi, không lấy được nó làm lẽ thì ăn vụng vậy. Ăn vụng vậy ạ? Mày phải chỉ cách cho ông. Thì ông không để mày thiệt đâu. Hiểu không? Thế bây giờ mình cứ sang bên đấy. Xong rồi cho con thời gian để con nghĩ cách giúp ông nhá.
Ừ được. Đấy, mày phải thế chứ đi. Rồi ông sẽ thưởng cho mày. Dạ, thế ông ơi, nếu con giúp được ông ấy thì mỗi ngày ông cho con ăn thêm một bát cơm nhé. Ôi trời ơi, mày lại ăn. Thôi được rồi. Đi. Dạ. Cộng ông. Dạ. Ôi trời ơi. Trời ơi. Đi nhanh lên. Mình ơi, mình đang ốm, mình ra ngoài này làm gì? Tôi ra ngoài đi lại cho đỡ mọi người. Thuốc tôi sắc xong rồi, mình uống đi cho đỡ ho. Tôi mệt quá, đột trong quán để tôi đi nghỉ nhá. Mình vào nhà đi. Mình nằm nghỉ nhá. Tôi trông quán nhá. Ừ. Đột nhớ trông quán nhá. Tôi nhớ rồi. Này, dạ. Mày xem con vợ nó có nhà không? Vâng. Ông ơi, thế nào? Chỉ có thằng Bịp ở ngoài thôi, không thấy vợ nó đâu cả. Ơ, thế con vợ nó đi đâu? Con mà biết vợ nó ở đâu thì con đã là chồng của vợ nó rồi. Được rồi. Đi vào. Vâng. Ho. Này, Đột. Mày làm cái gì đấy? Ông Phú à, Đột đang chơi chọi trâu mà. Trâu. Thế vợ mày đâu mà lại chọi trâu một mình thế này? Vợ Đột ốm, nằm nghỉ ở trong nhà cái kìa. Thế à? Thế để ông vào, ông khám cho. Không vào được đâu. Vợ Đột dặn rồi là vợ Đột ốm, Đột phải trông nhà, không cho ai vào làm phiền vợ Đột. Thế ông Phú mua gì? Mua rượu, mua cơm hay mua cá để Đột bán? Cái đấy để sau. Cái quan trọng bây giờ ấy là để ông vào ông khám cho vợ mày. Sức khỏe mới là quan trọng. Ông không vào được đâu. Vợ Đột không cho ai vào đâu. Sao lại không vào được? Mà ông có phải là thầy thuốc đâu mà biết khám bệnh. Ơ kìa, mày đúng là thằng Đụt. Trước khi lên Phú ông đã từng là thầy lang cả một thời gian dài. Thế thì ông mới giàu được như thế chứ nhỉ? Nếu thế thì ông đi về đi. Thế mày có để ông khám cho vợ mày không? Hay là để nó ốm dần dề ra thế? Đụt bốc thuốc rồi, sắc thuốc xong rồi, vợ uống xong rồi, sắp khỏi rồi. Ông đi về đi. Này, vợ mày uống cái thuốc này không ăn thua đâu. Phải để ông khám thì nó mới khỏi được. Ông Phú bảo thuốc của Đụt bốc uống không khỏi à? Khỏi làm sao được. Cái này không ăn thua. Phải để ông đích thân vào khám thì vợ mày mới khỏi được. Thế Phú ông vào khám cho vợ Đụt đi. Mà này. Cái tánh ông ấy từ xưa đến nay khi mà khám cho con bệnh
là không muốn người ngoài nhìn vào, không muốn ai đứng gần. Mày hiểu chưa? Thế thì không được đâu. Đụt không cho ông vào đâu. Vợ Đụt dặn là không cho ai vào làm phiền vợ Đụt. Thế thì khám làm sao được? Ông ơi, ông ra đây còn bảo. Ra đây. Cái thằng Đụt này nó khôn lắm. Đã Đụt mà lại còn khôn. Nó khôn ở đây là khôn nghe theo lời vợ nó. Thế còn có cái ngụ ý như thế này, ông nghe xem có phải không nhá. Mày nói đi. Vâng. Bây giờ ấy, ông cho nó mấy hào để con dắt nó đi mua thuốc. Ông ở đây muốn làm gì vợ nó thì làm. Được. Thế mà khôn hơn thằng Đụt. Được. À, Đụt ơi. Dạ. Ông bảo cái thuốc mày mua ấy, mày thấy nó không khỏi đúng không? Có phải mày mua thuốc rẻ tiền đúng không? Nhà Đụt chỉ có tiền mua thuốc đấy thôi. Ủa thì đấy. Thôi được rồi. Cái tánh ông là hay có cái tánh thương người. Đây. Ông cho mày 3 hào. Thằng Nô nó dẫn mày đi mua thuốc tốt, về uống mới khỏi được. Thế còn đây là ông vào ông khám luôn cho vợ mày. Khi mà uống thuốc tốt vào ấy, thì nó mới khỏi bệnh được. Mày hiểu chưa? Ông đây. Cho Đụt tiền đi mua thuốc tốt à? Ừ. Đây. Ông cho 3 hào. Này. 1 2 3. Đấy. Đi. Thằng Nô nó dẫn đi. Đụt đội ơn ông Phú. Ừ. Thế sao mày không đi mua thuốc luôn đi? Thôi, Đụt không cần mua bây giờ đâu. Uống hết chỗ thuốc cũ, rồi mua thuốc mới cũng được mà. Ôi giời ơi, mày đúng là thằng Đụt. Các cụ đã nói rồi, cứu người như cứu họa. Thì mày không mua thuốc bây giờ, về vợ mày nó lăn quay ra nó chết đấy. Thì có phải là mày phí cả cuộc đời mày không? Thế phải mua thuốc tốt để cho vợ uống luôn à? Đúng rồi. Đi đi, nó chết lăn quay ra đi. Mày ân hận cả đời con ạ. Cái gì? Ông Phú ngồi đây nhá. Trông nhà cho Đụt. Không được vào trong nhà. Để cho vợ Đụt nghỉ nhá. Này, ông cầm lấy. Thì ông khám cho nó. Ông không được khám. Ông phải chờ Đụt về, ông mới được khám nhá. Ông ngồi đây. Ông trọi nứt hai con trâu này đi nhá. Đụt đi mua thuốc về cho vợ nhá. Ờ được rồi, thế thôi. Mày đi theo thằng Nô đi. Đi. Đi nhanh nhanh. Đụt đi mua thuốc về cho vợ. Đụt đi mua thuốc về cho vợ. Đụt đi mua thuốc về cho vợ. Đi đi con. Đi mua thuốc. Đi lâu vào. Vợ mày ở nhà để ông chăm sóc cho. Còn cái con nghé ọ này, mày bảo ông chọi trâu. Thôi, cái này dành cho mày chọi. Còn ông ấy, ông chọi vợ mày cho. Thôi, thôi, không phải ho. Ông vào đây. Nhanh chân lên. Đi nhanh lên. Đi mua thuốc chứ. Nhanh cái chân này. Sao đấy? Sao lại đi về? Đụt đi về thôi. Chứ vợ Đụt nằm ở nhà có một mình thôi. Ông đã tạo điều kiện cho tiền để đi mua thuốc rồi, lại còn đi về. Vợ Đụt dặn là Đụt phải ở nhà, Đụt phải trông nhà. Để khách đến mua thì còn bán hàng nữa chứ. Thế không nhớ cái gì à? Ông Phú đã dặn rồi, cứ đi mua thuốc nhá. Còn cái việc trông nhà, bán hàng và trông vợ của Đụt ấy thì để ông Phú lo cho. Đúng chưa? Thôi đi. Gì nữa? Xem còn tiền không? Còn không? Còn. Ê, rồi. Nhưng mà mua thuốc tốt
thì có khỏi bệnh nhanh không? Hỏi lạ đấy. Khỏi nhanh chứ còn gì nữa. Đây nhá. Thế bình thường Đụt mua cái thuốc đấy thì vợ của Đụt có khỏi bệnh nhanh không? Đụt có biết đâu. Thì vợ Đụt chỉ bảo là đi sang nhà thầy lang lấy thuốc, rồi vợ Đụt đưa cho tiền để giả ông thầy lang, chứ Đụt có biết là bao nhiêu tiền thuốc đâu. Khổ quá. Thôi được rồi, lấy tiền ra đây. Lấy ra đây, nhanh lên. Đấy. Mượn một tí thôi. Mượn một hào. Anh Nô phải giả Đụt nhá. Sẽ giả. Đây. Sẽ giả. Nghe hỏi thế này. Thế bình thường ấy là vợ Đụt đưa cho Đụt mấy hào? Một hào đúng không? Thế vừa rồi ông Phú đưa cho Đụt mấy hào? Đúng rồi, gấp 3 lần mọi khi vợ Đụt đưa cho Đụt. Thế chứng tỏ rằng là thuốc của ông Phú bảo Đụt mua sẽ tốt gấp 3 lần cái loại thuốc mà vợ Đụt bảo Đụt mua. 3 lần? Đúng rồi. 3 lần thì khỏi 3 lần. Khỏi 3 lần và là khỏi luôn đấy. Thế thì đi mua. Ừ. Đi mua. Ừ, đi mua đi, về đi. Cho vợ Đụt uống. Ừ, đúng rồi. Đi. Ừ. Cái gì nữa? Thế nhưng mà ông Phú ở nhà, ông Phú có trông được vợ Đụt không? Sao lại không trông được? Ông Phú ngày xưa đã là thầy lang. Ông Phú biết cách chữa bệnh mà, nhá. Ông Phú lại còn bán hàng cho Đụt nhá. Nhiều người đến mua sẽ có nhiều tiền hơn. Đúng thôi, chưa? Thôi, Đụt về đây. Lúc nãy ông Phú bảo là ông Phú vào khám bệnh cho vợ Đụt. Không, định đi đâu, không đi được. Ông Phú đã dặn như thế rồi. Thế bây giờ mà Đụt không mua thuốc cho vợ Đụt, thế chẳng nhẽ Đụt muốn vợ Đụt chết à? Đụt nghĩ thử mà xem. Bây giờ vợ Đụt chết đi thì Đụt sẽ sống một mình, sẽ buồn lắm đấy. Hay anh Nô đi mua cho Đụt đi, để Đụt về nhà trông vợ. Ê, không được. Việc ai người nấy làm chứ. Ông Phú đã giao việc rồi. Nô ấy chỉ có trách nhiệm là đưa Đụt đến nhà thầy lang, đúng chưa? Còn Đụt là có trách nhiệm phải mua thuốc cho vợ Đụt chữa bệnh. Sao lại phải đưa Đụt đến nhà thầy lang? Đụt biết nhà thầy lang mà. Ừ thì ông Phú giao nhiệm vụ thì anh Nô biết làm sao được. Hay là anh Nô đi về nhà Đụt đi, để Đụt chạy thật nhanh đến nhà thầy lang mua thuốc tốt về để cho vợ Đụt uống. Vợ Đụt khỏi bệnh sẽ không bị chết. Không được. Sao lại không được? Cái này ấy, thì là ông Phú ông ấy giao nhiệm vụ rồi. Bây giờ mà Nô về đấy, ông Phú ông nhìn thấy Nô bỏ Đụt ở lại một mình như thế thì ông Phú đánh cho Nô chết. Thế anh Nô mới Đụt đi mua nhanh đi để còn về. Đúng rồi, nhá. Đi mua nhanh rồi. Đi. Sao? Hay là bây giờ như thế này đi. Hai người ấy, thì sẽ đi lâu hơn một người. Đúng không? Bây giờ Đụt đang cầm tiền rồi. Thì Đụt chạy thật nhanh đến nhà ông lang mua thuốc đi. Anh Nô sẽ ở đây đợi Đụt. Một người đi nhanh hơn hai người. Đúng rồi. Một người đi ngắn hơn hai người. Đúng rồi. Thế anh Nô đứng đây chờ để Đụt đi mua thuốc nhá. Đúng rồi. Mua thuốc về cho vợ. Đúng là Đụt. Bảo là Đụt không hổ danh là Đụt mà. Có thế mà cũng bị lừa. Vợ mà sắp bị ăn rồi đấy. Ai ăn? Con chào bà. Ai ăn? Con ăn ạ. Dạ, con đói. À đấy, nói đến cái vụ đói. Hôm qua mày chưa ra mày ăn vụng đúng không? Hả? Hôm qua bà để cái đĩa giò đấy sao mày ăn? Con ăn bao giờ? Bà có nhìn thấy con ăn không? Con không hề động vào đĩa giò của bà. Mày cấm cãi nhá.
Bà thấy mất một miếng, rõ ràng là có 6 miếng. Tại sao lúc bà vào còn có 5 miếng? Dạ, con bẩm bà, nếu mà bà bắt tận tay con ý, thì con xin chịu. Nhưng mà rõ ràng là con không ăn. Mày không ăn đúng không? Vâng. Thật là mày không ăn đúng không? Vâng. Mày không ăn thì ai ăn? Bà hỏi con thì con hỏi ai? Mày không ăn là may cho mày đấy. Sao lại may ạ? May cho mày bởi vì là bà bỏ thuốc chuột. Bà ơi con là mày làm cái gì đấy hả? Con móc họng để cho nôn ra. Sao lại nôn ra? Bởi vì con ăn miếng giò. Ôi giời. Đấy nhá, bà chỉ thử mày một tí thôi nhá. Mày cái miệng con xin bà, con xin bà. Cháy nhà mới ra mặt chuột nhá. Bà ơi, con đói quá nên là con có hơi vui mồm một chút thôi ạ. Vui mồm? Mày bỏ ngay cái tật đi đi nhá. Vớ vả vớ vẩn. Bà đùa với nhà mày à? Dạ. Bà có để cho mày chết đói bao giờ không? Hả? Không để cho con chết đói, nhưng mà một ngày cho con ăn mỗi 5 bát. Mỗi 5 bát? Nhà người ta nô chỉ ăn 1-2 bát thôi là người ta có sức để làm cả ngày rồi. Mày ăn những 5 bát của nhà bà đấy. À, mà tại sao mày đứng đây? Ông đâu? Hả? Dạ thưa bà, khổ thân ông nhà mình quá bà. Sao lại khổ thân ông nhà mình? Ông làm sao? Hả? Dạ bà cứ yên tâm, ông không làm sao. Nhưng mà bà cứ bình tĩnh nghe con giải thích đã. Chuyện là thế này, khi vừa nãy con cùng ông đi sang nhà thầy Lang thì đi đến đoạn này. Đoạn này sau đó thì gặp cụ Lý. Cụ Lý có rủ ông nhà mình đi đánh bài. Cái thằng này bà bảo mày làm sao hả? Ông đi đâu là mày phải đi theo đấy cơ mà. Ôi nhưng mà bà ơi, ông với cụ Lý dặn là con phải đứng đây để chờ ạ. Những cái lời ông dạy thì mày nhớ nhỉ? Thế còn những cái lời bà dạy thì mày quên hết rồi à? Dạ vâng ạ, con nhớ lời bà, nhớ cả lời ông. Nhưng mà bà biết đấy, cụ Lý là người mà nói một tiếng mà như sấm rền ấy ạ. Con sợ lắm, cụ bảo con đứng ở đây chờ ông thì con chỉ biết nghe theo ạ. Mày được cái lẻo mép lắm đấy nhá. Thôi được rồi, đi ra nhà cụ Lý. Nhanh lên, điện thẻ bà cũng đang có việc để tìm cụ Lý đây. Đây. Dạ. Ai ôi. Ai. Này. Mày làm sao đấy? Ui trời ơi. Hả? Bà ơi. Làm sao? Hình như hôm qua con ăn miếng giò, bây giờ con bị đau bụng hay sao ấy. Bà ở đây nhá. Bà ở đây, bà chờ con một lát, con đi giải quyết đã nhá. Bà ở đây nhá. Bà ở đây nhá. Này. Quái lạ nhỉ, nghi nhỉ. Rõ ràng là nó bảo với mình là nó đi theo ông để đi sang nhà thầy Lang cắt thuốc, mà xong rồi nó lại đứng đây một mình. Nghi lắm. Thằng này là nghi lắm. Có khi nào mà nó lừa mình không nhỉ? Thôi rồi, mày đi thì bà đi theo mày. Ông ơi cái gì đây? Bà rồi ui. Ông ra ngoài đi, ông ra ngoài đi. Mày gặp bà ở đâu? Con gặp bà ngoài chợ. Rồi. Bà hỏi ông đâu? Sao mày ngu đấy, mày không biết giấu à? Con không giấu được. Ui giời ơi. Ông ra đi cho con. Ui bà. Mày về bà tính sổ mày. Có đông đó. Được rồi. Cái con lăng loạn này. Úi giời ơi, mày đi ra đây. Mày đi ra đây. Úi giời ơi, mày đang gấp chồng bà. Úi giời ơi, là nước ơi. Đến mà xem cái con lăng loạn này. Úi giời ơi. Ôi, bé cái mồm thôi. Bà ơi, cái mồm im mồm. Bà ơi, con xin bà hiểu lầm con rồi ạ. Xin gì? Ông Phú có vào hỏi thăm, nhưng mà con không đồng ý đâu ạ. Rồi. Ông Phú làm sao mà phải vào hỏi thăm mày, hả? Hả? Mày muốn cái con lăng loạn này. Bà nhá, bà đã giúp mày, bà cho mày vay tiền rồi. Mà mày đối xử với bà như thế hả? Cái con khốn nạn này, con khốn nạn này, con khốn nạn. Con khốn nạn này, bà đánh cho mày này. Ôi. Mày nhá,
Mày dám cướp chồng bà đúng không hả? Cái con vô ơn đợi nghĩa nào? Vô ơn đợi nghĩa này. Này, tôi đã làm được gì đâu? Tôi mới chỉ thăm khám. Tôi đã làm gì đâu? Thăm khám à? Đến lúc ông làm gì được đó thì Úi giời ơi. Chồng mới con thế à? Thôi đi mà. Về à? Chưa xong đâu nhá. Yên đây để có này giải quyết nhá. Mày nói đây. Hả? Mày làm gì? Mày làm gì? Hả? Bà hiểu lầm rồi ạ. Hiểu lầm à? Mày lại định gái đĩ già mồm à? Hả? Quỳ xuống. Ai cho mày đứng? Hả? Ai cho mày đứng? Bà là bà điên lắm rồi nhá. Ba máu xấu con nhá. Là bà đốt cái nhà mày luôn nhá. Mày giết mày luôn đấy. Thôi, tôi xin bà. Bà có để cho tôi được nhìn cái làng cái tổng này ngẩng mặt lên không hả? Ông hả? Ông thì phải cắm mặt xuống dưới đất này này. Ôi. Bà nói cho mày biết nhá. Cái nợ mà bà đã chưa thèm đòi mày rồi. Bây giờ mày lại còn gây ra cái chuyện này nữa. Mày tính sao với bà đây? Hả? Con hứa là vài ngày nữa con sẽ trả. Mày mạnh miệng đấy. Vài ngày nữa mày trả nhá. Mày nhớ đấy. Mày mà không trả, bà đốt nhà mày. Đi về. Thằng Nô. Mấy hôm nữa nó mà không trả tiền bà, bà cho mày đốt nhà nó luôn. Mang thuốc về cho vợ. Mang thuốc về cho vợ. Mang thuốc về cho vợ. Ừ. Mình ơi. Mang thuốc về cho vợ này. Mình đi đâu? Đi đâu mà lại bảo tôi ở nhà của mình hả? Tôi đi sang thầy lang bốc thuốc cho mình mà. Tôi đã dặn là phải ở nhà cơ mà. Tôi xin lỗi. Tôi đi mua thuốc mà. Sao mình đang ở trong nhà mình lại ra đây quỳ? Tôi đã dặn mình là mình phải ở nhà trông quán. Tại sao mình lại đi? Mình không bao giờ nghe lời tôi hả? Tôi xin lỗi. Tôi sẽ nghe lời mình. Ông Phú cho tôi 3 hào. Tôi đi bốc thuốc tốt mang về cho mình uống để nhanh khỏi bệnh mà. Tôi dặn mình này. Sao không được bỏ tôi một mình ấy chưa? Tôi nhớ rồi. Mình ở với nhau phải có vợ có chồng. Mình nhớ chưa? Tôi nhớ rồi. Không để vợ một mình ở nhà. Không để vợ một mình ở nhà. Tôi mệt rồi. Đỡ tôi vào nhà đi. Đút. Nè, uống nước đi. Uống đi, uống đi. Này,
Ui giời ơi. Làm gì mà ông rón rén đấy hả? Ngồi xuống. Tôi đi sang nhà cụ Lý. Cụ Lý? Cụ Lý làm sao lại phải rón rén thế hả? Nói thật đi. Đi đâu? Đêm hôm rồi. Tôi nói thật với mình mà. Hôm nay nhà cụ Lý đánh tổ tôm. Cụ Lý mới sang đây bảo tôi là thiếu chân. Mà bà biết đấy, cụ Lý chỉ hợp đánh tổ tôm với tôi thôi. Giời, cụ Lý chỉ hợp đánh tổ tôm với tôi. Tôi chả tin. Ơ kìa, thế tôi phải nói thế nào thì mình mới tin? Này, tôi nói cho ông biết, ông định lừa ai hả? Ông lừa thằng Nô à? Này, tỉnh lại đi. Tôi là vợ ông nhá. Ở với nhau bao nhiêu năm rồi, tôi lại không thừa hiểu tính ông chắc. Thôi mà mình... Ra. Ơ kìa, nghe tôi nói xong đã. Tôi sang, tôi chỉ làm vai canh bạc thôi. Tôi phải chiều lòng cụ Lý. Thì cụ Lý cụ ý mấy có nhiều ưu đãi cất nhắc cho mình chứ. Rồi về, tôi lại phục vụ mình. Phục vụ mình? Ê. Này, từ từ đã. Lạ lắm nhá. Tự nhiên sấn sổ hăng hái. Sao bóp thế? Bình thường mọi hôm có thế đâu. Tự nhiên hôm nay tôi cảm thấy cơ thể mình nó cường tráng, khỏe lắm. Cường tráng à? Ừ. Cường tráng thì vào đây. Ôi trời ơi. Đi. Không, không được hả? Ừ. Nhưng mà cụ Lý sang đây cho gọi tôi rồi. Không phục vụ mình ngày hôm nay được. Này, nghi lắm nhá. Cụ Lý, làm gì lại có cái chuyện cụ Lý sang đây? Vớ vẩn. Bà không tin à? Tôi làm sao mà tin được? Làm gì có cái chuyện cụ Lý sang đây? Này, lừa ai? Lừa ai? Từ từ. Tôi sẽ kể ngọn ngành cho mình nghe. Tôi đang ngủ, tự nhiên thấy tiếng chó sủa. Tôi lại cứ tưởng trộm, tôi mới bật cung cửa ra. Tôi đang định cầm cái ba to này, tôi ghẻ. Ai ngờ vừa giơ lên thì hóa ra là cụ Lý. Thế là cụ Lý sang đây? Ừ. Thật là cụ Lý sang đây? Thật mà. Này, cụ Lý bảo là đang thiếu chân mà mày phải sang đây ngay. Thế là tôi tưởng mình ngủ rồi mới phải rón ra rón rén đi như thế, sợ mất giấc ngủ của mình. Giời, nghĩ cho tôi thế. Này, vẫn chưa tin đâu nhá. Này, nhà cụ Lý thiếu gì gia nhân mà lại phải tận mình đi sang bên này hả? Ừ, thì bình thường thì vẫn thế. Thế nhưng mà tôi cũng thắc mắc y như mình. Tôi hỏi là bẩm cụ, thế sao cụ không cho gia nhân gia nô sang đây? Bảo con một câu là con phi sang ngay. Nhưng cụ Lý bảo là mọi khi gia nhân sang là cụ toàn thua. Cụ đổ tội cho bọn gia nhân là toàn thằng là số hãm với cả số đen thôi. Cho nên là hôm nay cụ bảo là tao thay đổi phong thủy, thử đích thân sang đây, mời mày sang xem là nó có đổi vận hay không. Thì đấy, lúc đi thì tôi mới bảo là thế à, thế thì con mời cụ về, con sang ngay. Nhưng mà tôi sợ là mình thức giấc tôi mới phải đi rón ra rón rén như thằng ăn trộm ấy. Này, cụ Lý lạ thật, thế lại bảo ông sang để đổi vận á. Ông thì đen bỏ sừ nên được, có cái lúc nào đỏ đâu mà đổi vận. Ok, vơ vẩn. Mình không tin, mình hỏi thằng Nô nhà mình mà xem. Này, tôi việc gì phải hỏi thằng Nô hả? Tôi ở với ông bao nhiêu năm, tính ông như thế nào tôi thừa hiểu. Này, lại định đi đâu đúng không hả? Khổ quá. Lại định vớ vẩn đúng không? Làm gì có chuyện đó. Tôi là tôi sang nhà cụ Lý, nó đánh tổ tôm thật mà. Thật không tin thì thật đấy. Không tin mình cứ gọi thằng Nô mình hỏi. Thôi được rồi, để tôi gọi thằng Nô ra. Nếu mà nó nói là không phải thì ông nhớ chưa? Là tôi nói thế chứ bây giờ thằng Nô nó ngủ rồi, mình gọi nó ra làm gì?
gọi anh... nó ra làm gì? Nghe cái giọng điệu của ông là tôi thấy nghi nghi lắm nhá. Giời, dọa có một tí gọi nô dậy mà đã xón bó lên thế à? Là tôi nghĩ tôi thương nó. Nó đang ngủ thế này mà bị gọi dậy này, khổ thân nó. Này, từ lúc nào mà ông lại biết thương thằng nô thế? Tôi có tính thương người, mình biết mà. Mình biết mà. Nô! Ơi! Thằng nô đâu? Mình gọi thật là thằng nô đâu? Dạ. Mày mang ngay cái dạ của mày ra đây. Trời ơi. Ô, cái thằng này. Thằng này, mày đừng có hỗn, mày đừng láo nha. Nha. Ai cho phép mày đi qua mặt ông bà? Đi lại. Dạ, dạ. Nó đi thế nào cũng được mà lại bắt nó đi lại. Bà bảo là mày không được đi qua mặt bà. Tại sao mày lại đi qua mặt bà? Đi lại. Trời ơi. Này, bà nói cho mày biết nhá. Nhà này là nhà nào? Hả? Có tôn ti trật tự, phép tắc đàng hoàng. Mày đừng có lớ ngớ nhá, đừng có láo với bà nhá. Dạ. Dạ bẩm bà. Dạ bẩm ông. Cho con thưa chuyện này ạ. Bây giờ đã là canh ba rồi. Con đang say giấc nồng. Ông bà gọi con dậy có việc gì đấy ạ? Cái thằng mới bước qua canh một, chuẩn bị bước sang canh hai, canh ba đồng canh ba. Dạ, mới canh một. Này, thằng này nó nói tôi thấy buồn cười nhỉ. Cười làm gì là có cái chuyện mà gia nhân nhà nào mà lại đến ngủ mà chủ gọi lại đến dậy lại bảo là con đang ngủ, ông bà cho gọi con làm gì? Vớ vẩn. Mày ở nhà ai thì mày phải rào nhà đấy. Tao gọi mày lúc nào thì mày phải dậy lúc đấy. Thôi bà, thôi. Thằng này. Khổ thân này, nó. Lúc bà nói, tại sao mày ngủ? Dạ, bẩm bà, muộn quá rồi ạ. Con đang trong cái giấc của con cho nên là con ngủ gật. Con xin lỗi bà. Nó nói đúng đi, nó đang giấc say nồng. Việc ông ạ, tôi đang dạy nó nhá. Thì nào tôi nói thế? Này, dạ. Thế là nói tóm lại là vừa rồi bà nói mày không nghe à? Hả, mày ngủ à? Dạ. Hả? Mày có nghe thấy cái gì không? Dạ. Tỉnh đi mày. Dạ, con tỉnh rồi ạ. Mày tỉnh chưa? Con tỉnh rồi ạ. Khi mà bà nói thì mày vặn cái tai mày lên mày nghe. Mày đừng có khinh bà, mày nghe chưa? Dạ. Mày khinh bà là mày liệu hồn đấy. Dạ. Nghe bà hỏi đây. Dạ. Thế vừa rồi ông Lý sang ông Lý bảo như nào? Hả? Bảo gì ạ? Ô. Ông ơi, sao tự nhiên mắt ông hôm nay lại mắt chấm mắt phẩy đấy ông? Xem nào, chắc mắt là làm sao? Xương nó rơi vào mắt, xương. À thế à, ông ơi, ông có cần con thổi cho không? Thôi không cần, tôi không cần. Đấy, bà thấy ông nó bảo đấy, ông Lý sang đây là ông Lý mày cho đòi gặp tôi ngay đấy. Nó nói lúc nào? Thì mày nói đi. Cái gì đấy? Thường không ông? Ý rồi, có, yên tâm. Dạ bẩm bà. Hả? Vừa nãy con đang ngủ thì ông Lý có đến tìm con. Và ông Lý có nhờ con nhắn với ông rằng sang chơi tổ tôm với cụ Lý ạ. Đấy bà thấy chưa? Ôi mà nói dối. Đường là ông Lý, Lý trưởng của một cái làng này mà lại đi sang đây gọi ông đi sang đánh tổ tôm. Cái lạ bà, thật. Tôi vừa nói với bà xong. Hả? Làng ngày hôm nay cụ Lý muốn đổi vận, đích thân cụ sang cho gọi tôi. Chứ dạ nhân thì gọi nhiều quá cụ toàn thua. Dạ bẩm bà, đúng là như vậy ạ. Đấy. Thôi được rồi, thế tao lại hỏi mày. Dạ. Thế nhà cụ Lý cụ bảo là cụ sang để gọi ông sang đổi vận đúng không? Dạ vâng. Thế biết bao nhiêu người, tại sao cụ Lý không mời mà cụ Lý lại mời ông mày? Đấy, mày giải thích đi.